Rồi. Cái gì mà khóc? Rồi leo bằng thang. Đây 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 đây, mẹ cho lên, mẹ cho lên. Ừ, đấy, ông bà cô chú mở màn nè. Đó. Đó. Rồi leo cầu thang mà bà băng cái giò lại để bảo hộ mà la vậy đó. Cho leo mà. Mà phải đi rồi. Theo. Cứ đi sau lưng này cho nó tự bơi đi. Đây là phải đặt vậy nè. Đó, bà leo theo đi. Như vậy cho ta. Theo bà chụp không kịp. Rồi lên đi con. Ông leo chắc lắm, không có ai đâu, chỉ đi theo thôi. Nãy giờ đi được mấy bậc thang rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bậc thang rồi. Gắn lên, gắn lên. Lên kêu bà nội đi. Lên đi, đập bập bập rồi. Wow, dữ dằn luôn. 10 bậc. Đó, chút xíu nữa up lên sao rồi. Lên đi con, tiếp 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 tiếp. Lên 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 luôn, rồi lên chiếu nghỉ đó luôn. Rồi. 11 bậc. Rồi, con đi thẳng, bước thẳng lên luôn nha. Đừng có ngoái lại là dễ té lắm. Leo đi thẳng luôn. Tiến lên trên luôn. Đó, vừa đi là phải đập bọt 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 vậy đó. Tiến lên luôn, con đừng tiến, con ôm ra phía sau té đó. Nè, cái đít lòi ra phía sau nè. Té đó, đi lên luôn. Tiến lên luôn. Tiến lên luôn con, đúng rồi. Đúng rồi. Con đi, đi thẳng lên luôn nha không. Con đừng có ngồi ngửa lại. 12, 13. Rồi đừng thọt tay vô đó. Rồi, 3 lên phía sau lưng con nè. Rồi, 13, bước lên luôn. Mười ba bậc rồi, 13 bậc rồi, ráng lên, ráng lên, lên. Lên tới trên luôn, xong rồi ẩm xuống. Nè, yeah, rồi. Đó, dữ dàng 14 bậc luôn, lên luôn. Hay quá. Ôi, tuột, tuột, tuột. Ôi, ghê chưa. Còn 14 bậc, 14 bậc, giỏi quá, lên luôn. Đừng có lùi, con lùi là con bật ra phía sau đó. Bật ra sau là té đập đầu đó. Nha, lên thẳng luôn. Đúng rồi. Đó. 16 bật, hay quá. Trời ơi. Càng về cuối, em càng đua nước rút. 17 bật. Rồi con lên luôn, lên đây ba nè. Đây bước lên luôn, ráng lên luôn. Đó, bà làm liều luôn đó. Hello. Từ từ, từ từ. Từ từ đừng có gấp, đừng gấp, đừng gấp. Đừng có gấp nha. Không nên gấp nha, nguy hiểm nha. Rồi giỏi quá. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Rồi bước vô luôn, lên luôn. Đây bắt tay ba nè. Yeah. Tiger giỏi quá đi ông bà cô chú bác, cho một tràng pháo tay trong vòng 5 phút. Tiger đã leo được 20 bậc thang. Rồi Tiger đi đâu đây?
vô đây luôn, vô phòng luôn, vô phòng chị, vô phòng của con chơi đi, vô phòng của chị hai chị ba chơi đi, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây con, vô đây, vô đâu, thích đi đâu? Rồi còn có 10 ngày nữa là tới sinh nhật của con rồi nha. Tiger, Tiger, Tiger. Tiger ơi. Con kiếm gì vậy? Ê, té ụp mặt luôn. Ý. Bò. Đứng lên hả? Cái chỗ này đồ dơ, đồ dơ, đồ dơ. Thôi cái chỗ này tháo nước không được, không được, không được. Thao nước, cái này giờ, cái này giờ. Thấy rồi đây các bạn nè, lên nữa không? Thấy rồi. Lên bậc thang bên đây không nè. Lên tiếp luôn, ghê vậy. Rồi, 20 bậc rồi, bước lên tiếp luôn. Ghê, dặn dữ dằn luôn. Oh wow, cái này giống như là đi 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 tập thi leo núi vậy đó. Rồi 21 bậc lên tiếp vỗ. Đó, cái tuyệt chiêu của Tiger là vỗ bập 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 bập. Trơn lắm nha, cái này trơn là đừng té nha con. Nha. Yeah. Sao? Sợ té không? Sợ té không? Bước lên luôn. Cao quá hả? Lên không nổi hả? Lên không? Rồi. Mệt chưa? Này Tiger, bây giờ ba chụp cho anh tấm hình nè. Bẹp 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 bẹp. Đứng lên luôn đi, đứng lên. Đây là chiến sĩ dũng sĩ leo núi đây, ông bà cô chú bác ơi. Lên tiếp luôn. Wow. Ê. Ê. Ê, ê. Ê, ê. Té nha, đi xuống là té nha. Lên tiếp luôn hả? Lên luôn. Trơn quá. Cái chân trơn quá. Là đi bục gỗ thì dễ đi, cái bên này cái chân này ở bên này trơn quá. Cái bục thang này trơn quá còn đi không được. Được luôn, lên luôn, giỏi quá, lên tiếp luôn. Rồi, thay rồi lên chơi luôn. Rồi, vô, vô, dép vô, dép vô, dép vô, chỗ đó dép vô. Rồi, xuống lại được không? Dạ. Thay rồi biết đi, đi lên rồi biết đi xuống không? Rồi, lên tiếp, 22 bậc, 23 bậc. Hai mươi ba bậc thang rồi, đập đập cái gì thôi đừng, cái đó dơ lắm, cái đó dơ lắm. Lên đây nè, lên đây với ba nè. Đây đây thầy mày đi lên tới sân thượng luôn. Trơn lắm nha con, trơn nha, trơn nha. Đây đưa tay ba nè, rồi bước lên ấy. Rồi để con tự leo. Đó đó, tiếp sức cho nó mà nó la tôi vậy đó. Đó, tiếp sức cho ảnh mà nó la mình vậy đó. Hai mươi lăm bậc. Ok. Cái đít nặng quá. Rồi 26 bậc rồi, hoàn thành 26 bậc trong 10 phút, xuất sắc luôn. Hồi nãy 5 phút 20 bậc, cái này trơn quá, con đi không nổi. Quyết tâm lên nữa hả?
leo lên nữa luôn, được không? Rồi chịu chơi cho đi nữa luôn. Giữ thế đúng rồi. Đó, bà con ảnh tự tạo thế, ảnh đập tập tập tập. Ông bà thấy con giỏi không? Rồi lên bậc này nữa là 30 bậc. Mệt chưa? Ê. 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 30 bậc mệt chưa? Lên luôn. Ấy. Ừ. 30 bậc mệt chưa? Đây là mệt chưa nè. Lên luôn, wow, quá dữ luôn, trời ơi. Nó chưa phải cành nha bà. Thôi đừng ngó xuống, con đừng ngó xuống nha. Độ cao lắm. Rồi. Đó, con vịnh tay luôn, ok. Đi lên tới nơi luôn á, thì lên tới tới trên cái tầng tầng 2 luôn, tầng sân thượng luôn. Lên đi con, tiếp luôn. Đuối chưa? Còn hai bậc nữa, ráng lên. Cái gì giống như đang gồng hệ ị ạ? Rồi lên luôn con, lên luôn. Lên luôn, lên luôn, còn có hai bậc nè, bước lên luôn con, đây, bà dắt con nha. Rồi gắn lên luôn, ok, lên luôn với ba luôn, lên luôn đi, chị bà thưởng đi sẽ chơi, đi chơi nha. Trời ơi, lên cao quá. Ôi thầy ơi, lên cao quá không bà cô chú bác ơi. Lên luôn. Đập đập à, phương pháp leo của thầy là đập đập tay. Ê, coi chứ, coi chừng chân. Bò dài ra luôn, lên luôn, lên luôn. Rồi bà cuối cùng. Ok. Lên luôn, lên đây nè. Cứ sắp sửa chiến thắng rồi. Sắp sửa thành công rồi. Bước qua cái bậc, bước qua cái bạch trắng này là thành công nha. Lên luôn, bước qua bạch trắng này luôn. Ê, bước qua bạch trắng luôn là thành công luôn. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, đừng đừng ngã ra phía sau. Rồi lên luôn, lên lên ba luôn. Wow, ráng lên, đến đích rồi, bước qua bạch trắng rồi, sắp qua bạch trắng rồi. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Tiger hơi rồi, lên rồi. Lên, lên luôn con, bước qua luôn, bò luôn. Ôi ôi cái đó dơ, cái đó dơ nha, cái này dài da lâu chân nha. Rồi lên tới đỉnh luôn, wow dữ luôn. Đây ông bà coi nè, đó leo bao nhiêu cái cầu thang nè, ghê chưa. Rồi gần 40 bậc cầu thang. Rồi Tiger, chúc mừng Tiger nha. Tiger ơi, vỗ tay nè. Lên tới sân thượng luôn. Bye bye bà cô chú bác nào. Mặt con bữa nay đỡ mụn chưa? Rồi đầu tháng 6 này gia đình mình sẽ làm nhà mình phiêu lưu ký nha, để chúc mừng sinh nhật cho Tiger nha, kỷ niệm một chuyến đi sinh nhật Tiger nha. Hi 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 hi. Ê chá. Rồi thôi, stop here.